Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Nhuận Honda Đồng Đức nha. Thì hiện tại Nhuận đang ở Head Honda Đồng Đức 10 với địa chỉ là ấp Châu Ích A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì trên màn hình các bạn đang xem là một dòng Future 2022. Thì nói chung là dòng màu trắng này là các bạn cũng đã rất là quen thuộc rồi. Nhưng mà trong thời gian qua là Nhuận nhận được cuộc gọi gấp của các bạn rất là nhiều về hỏi về các bạn là có thể là quay lại trực tiếp review lại chiếc xe cái màu trắng này cận cảnh để các bạn cùng xem rõ ha. Thì trên màn hình các bạn đang xem là phiên bản màu trắng của 2022, trắng này là trắng đen, nó sẽ khác với cái phiên bản của 2021 là trắng nâu đó các bạn. Các bạn thấy ở phiên bản trước á, là cái yên xe nó là màu đen, màu nâu nha các bạn, và những chi tiết là nâu ha, màu không phải màu nâu mà là màu màu bạc đó các bạn, yên màu bạc ha, yên xám đó. Thì ở phiên bản này Honda đã thay đổi ngoại hình rất là ngoạn ngục đó các bạn, thay đổi các bạn những chi tiết nói chung là rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ tô đậm cho xe mình nó phong cách nó rất là mạnh mẽ và thể thao các bạn. Nó thay đổi màu trắng là kết hợp với tông màu đen nha các bạn. Với cái phiên bản màu này nó sẽ rất phù hợp với các bạn đang là ví dụ đang là học sinh sinh viên, tại vì học sinh sinh viên á, thì có xu hướng á, các bạn hay chọn những phiên bản màu trắng này, tại vì màu trắng này do nó gần giống như là màu trắng của tuổi học trò, rất là quen thuộc các bạn rồi, cho nên là khi các bạn lựa chọn dòng xe này khi lên sinh viên á, thì cũng rất là hay chọn phiên bản màu trắng này nha. Đây là kinh nghiệm bán hàng của mình, tại vì khi các bạn mua xe á, là khoảng 80% đến 90% là các bạn là đang ở tuổi tầm khoảng cỡ sinh viên á, là đã lựa chọn phiên bản màu trắng là này rồi các bạn. Rồi ở phiên bản này nó sẽ phù hợp với cô chú đang làm công sở đó các bạn. Đó, các bạn cô chú đang làm công sở thì rất là chọn cái phiên bản màu trắng này ha. Tại vì cái lý do nó là nó thanh lịch đó các bạn. Nói chung là khi các bạn chạy xe cái phiên bản màu trắng này á là nó rất là thanh lịch luôn, để lại rất là vẻ thanh lịch, và thêm cái ưu điểm của thứ hai á là nó rất là dễ phối màu luôn. Tại vì cái phông trắng này nó rất là dễ là phối màu, mình mặc đồ như thế nào mình cũng rất là dễ phối màu nha các bạn. Rồi thì màu trắng này thì Nhuận sẽ review chi tiết hơn ha. Thì các bạn thấy ở phần đầu này các bạn là cái phần đầu màu đen ha, và kế tiếp á, là hai bên là phiên bản màu trắng, và ở bên đây á, là sử dụng là xăng phun điện tử FE là để chỗ này nha các bạn. Đó thì nhiều bạn cũng có cũng gọi cho Nhuận á, là phiên bản này có FE không, thì cũng không trách các bạn được, tại vì dòng này có thể là có những bạn đã từng quen rồi nhưng mà có những bạn cũng mới tiếp cận thôi. Ví dụ như các bạn đang là fan của Yamaha chẳng hạn thì mới tiếp cận dòng này, có thể là hỏi là phiên bản này là có FE hay không. Là dòng này có FE ha, xăng phun điện tử FE, tiết kiệm xăng rất là tốt luôn. Các bạn thấy thông số nè, thông số là 1.54 lít trên là 100 km, thì với thông số này nó sẽ để lại cái mức tiêu hao nhiên liệu rất là tốt, nó là khoảng một lít có thể là đi tầm khoảng cỡ 64 hoặc là 65 km ha, tùy theo mình chạy ha. Ví dụ như là mình chạy đều ga có thể là tiết kiệm xăng hơn, còn ví dụ như các bạn chạy đường gồ ghề hơn hoặc là đối với các bạn trẻ có thể là nhấn ga nhiều hơn có thể là nó hao xăng hơn ha các bạn. Rồi thì như các bạn đã biết thì máy của chiếc này là máy 125, máy cho 25 nha, máy 125 nhưng mà tiết kiệm nhiên liệu rất là tốt ha. Đối với hiện tại á thì giá xăng dầu lên rất là nhiều rồi, nó tương đương tầm khoảng có 30.000 lít rồi, cho nên nó là về việc lựa chọn xe mình để phù hợp cho mình, phục vụ công việc cũng như là đi học chẳng hạn thì rất là khó ha. Đây là phiên bản mình lựa chọn rất là tốt trong thời điểm hiện tại nha các bạn. Rồi mình sẽ đi cái phần ngang bên hông tí xíu, là các bạn thấy là cái tem Honda rất là đẹp chỗ này. Ở ngoài trước là các bạn thấy cái chữ logo Honda phía trước là các bạn cũng đã quen thuộc rồi ha. Tất cả các dòng xe Honda cái logo Honda đều nằm ở chỗ này nha, rất là đẹp luôn. Và kế tiếp các bạn phần hông ở đây là cái phần tem dán ha. Cái phần tem dán này để tránh là đơn điệu hơn cho cái dòng xe của mình thì Honda đã để cái tem dán logo cánh chim ở chỗ này, cực kỳ đẹp luôn các bạn. Lúc nào thì cái đây là tông màu theo trắng đen thôi, cho nên nó là nó chỉ có hai màu thôi, trắng hoặc đen, tem đen. Thì không lẽ cái chỗ này là tem trắng thì cũng như cũng không thấy đâu, cho nên nó là tem đen là cực kỳ hợp lý cho các bạn luôn ha. Rồi mình sẽ đi ra cái phía sau đến xíu, là các bạn thấy ở phần hông nè, BGMFI, cái này có nghĩa là xăng phun điện tử đó các bạn ha. Rồi ở để trong này, ở cái tem nhỏ thôi. Rồi mình sẽ đi qua phần hông tí xíu, các bạn thấy ở đây các bạn thấy nè, ở phiên bản này cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Nhiều bạn hỏi là cái dòng Future này có thể là thay đổi về phiên bản bánh câm cho nó giống mà quay 125 được không đó các bạn. Thì ở những thời gian trước là bên cửa hàng bên mình là không đổi được, nhưng mà thời gian này á thì nắm được nhu cầu của các bạn thì bên cửa hàng bên mình sẵn sàng đổi cho các bạn luôn ha. Đối với các bạn nào có muốn đổi về bánh câm thì có thể liên hệ với Nhuận trước để Nhuận có thể là sang cho các bạn luôn cũng được. Thì tem 125
ha, là động cơ 125 đó các bạn. Rồi future em dập nổi 3D, màu bạc cực kỳ đẹp, ánh nó rất là ánh chỗ này luôn nha các bạn. Rồi thì mình đi tí xíu về cái mặt đồng hồ nha các bạn. Chỗ này thì dán bít rồi không thấy. Mặt đồng hồ thì chỗ này các bạn nó có để chỗ này là hiển thị là km cho các bạn ha. Ở đây là mức báo xăng nè các bạn. Rồi xi nhan trái, xi nhan phải, số chỗ này ha, và logo Honda nằm ở trong vị trí rất, chỗ này rất là đẹp ha. Chỗ này là rất là quen thuộc rồi, tất cả cái dòng xe Honda hầu như là thiết kế giống như vậy, tại vì lý do là nó để lại cái sự quen thuộc cho các bạn ha. Rồi chỗ này là ở bên cụm công tắc chỗ này ấy, thì có những vị trí ví dụ như là cốp pha nè, cốp á, là pha nó có nghĩa là chiếu xa hơn các bạn, cốp là chiếu gần nè. Đối với các bạn nào mình sử dụng xe, các bạn nên lưu ý như thế này nè. Ví dụ như các bạn chạy trong đêm tối á, thì khi các bạn chạy trong thành thị các bạn bình thường á, thì không có ai, thì các bạn có thể là để pha bình thường vô tư không sao, nhưng mà các bạn nên lưu ý là lỡ như có xe phía trước á, các bạn nên là để đèn chiếu gần lại nha. Thì nhiều các bạn á, thì các bạn nếu mà chiếu xa như thế, chiếu xa như thế, nó cái thứ nhất á là nó rất là chó vào cái nó vào người đối diện các bạn, ló mắt các bạn, người đối diện có thể là không thấy đường để chạy, để sử dụng xe. Cái thứ hai á là nhiều các bạn có thể là dễ nổi cáo hơn, có thể là gây ra những cái trường hợp khó khăn cho các bạn hơn ha. Và khi các bạn chiếu xa trong thành thị á, là các bạn có thể là bị phạt tiền từ công an giao thông nữa nha các bạn. Còi ở vị trí này, rồi xi nhan trái, xi nhan phải nè. Và ở phiên bản này các bạn là nó không có công tắc đèn luôn nha, có nghĩa là nó các bạn khi các bạn đề xe lên là cháy, chứ bình thường nó không có công tắc đèn. Vì đó các bạn nào có muốn chế công tắc đèn thì bên mình cũng có sẵn sàng chế cho các bạn luôn, cũng được nha các bạn đó. Rồi đề chỗ này là các bạn cũng biết rồi, khóa nè, khóa dạng như khóa cơ, nó bao gồm những tính năng ví dụ như là khóa cổ, khóa điện, khóa tư, và có thêm chức năng là mở yên. Chỗ này mình chỉ cần một thao tác nhỏ, nhấn vô là mở yên ha, đơn giản thôi, nó không cần phải mở ở vị trí này giống như tất cả những phiên bản cũ. Nó rất là dễ chạy sơn, khi mà trong đêm tối mình dậy dặn như thế này rất là dễ chạy ha. Rồi kế tiếp là các bạn thấy hộc đựng đồ cũng rất là lớn luôn, siêu lớn luôn, 18 lít nha các bạn, nó tương đương với tay ga đó các bạn. Các bạn thấy là tất cả những dòng xe số từ trước giờ hầu như là không có xe nào mà nó qua được cái hộc đựng đồ của xe Future này đâu các bạn. 18 lít tương đương với tay ga luôn, Vision, SH-MO rồi nè, SH lớn rồi nè, có thể là để thoải mái đồ ha. Đó. Rồi ở chỗ này á, là một cái thiết kế rất là nhỏ của Honda, nhưng mà nó rất là theo nhuận á, là nó rất là tiện ích luôn các bạn. Một có một cái ngăn để giấy tờ cho các bạn chỗ này, đây. Nhiều bạn không để ý nhưng mà Nhuận nói thêm ha, đây. Khi mà các bạn để giấy tờ chung với đồ đạc này nọ, nó rất là dễ bị cắn. Ví dụ như để này, cắn vô nó bị rất là dễ hư giấy tờ. Để chỗ này là hoàn toàn hợp lý nè các bạn ha. Rồi, bình xăng là 4 lít 6 nha các bạn. Bình xăng là 4 lít 6. Thì với cái bình xăng này cũng là thuộc bình xăng là cỡ lớn nhất trong tất cả các dòng xe số luôn. Thì với là 4 lít 6 thì các bạn có thể là thoải mái. Chỉ cần một lần đổ xăng, các bạn có thể là đi tất cả các cung đường mà không lo bị hao hụt nhiên liệu. Nó đổ rất là lớn nha các bạn. Rồi. Khung sườn chỗ này nè các bạn ha. Đối với dòng xe Future là G là HJC là khung sườn đây ha. Rồi bây giờ thì Nhuận sẽ báo giá dòng này ha. Thì ở đây là Nhuận quay một cái Future màu trắng thôi, nhưng mà sẵn đây Nhuận sẽ báo giá cho các bạn là tất cả giá của Future hiện tại ha. Thì giá của dòng xe Future hiện tại là phiên bản bánh căm là bao gồm là màu xanh với lại màu đỏ. Thì bánh căm thì giá hiện tại là 38.590.000. Đây nè các bạn, đã mất tiêu rồi, nhưng mà xanh thứ này nè ha, xanh đen, nó không có, nó chắc là đậu ở đằng kia đó các bạn. Rồi kế tiếp là phiên bản bánh mâm, bao gồm ví dụ như là màu đỏ nè, màu xanh nè và màu trắng trên màn hình các bạn đang xem. Giá hiện tại bên cửa hàng bên mình là 39.590. Và cuối cùng là phiên bản đặc biệt là phiên bản màu đen nhám nè các bạn, và phiên bản màu xanh nhám đây nè. Đó, giá hiện tại của phiên bản này là 41.090.000. Đó, thì giá này là bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm phí lăn bánh ha. Phí lăn bánh còn lại ví dụ như là các bạn còn lại là phí trước bạ ở khu vực huyện thì tương đương tầm khoảng cả 800.000, biển số là 50.000. Nếu mà các bạn ở khu vực thành phố thì trước bạ nó tương đương tầm khoảng cả 5%. Đó. Rồi cái biển số thì nó khoảng 800.000 đó các bạn. Rồi. Thì kế tiếp là chương trình khuyến mãi, khi các bạn mua xe trong thời điểm hiện tại hết Honda Đức 10 mình thì các bạn sẽ được nhận gói quà tặng trị giá 1.000.000 đồng. Thứ nhất là một nón bảo hiểm, thứ hai là một cái áo thun, thứ ba là 2,5 lít xăng, và kế tiếp là những lần kiểm tra định kỳ miễn phí, giảm cho bạn 50% phí thay nhớt. Ví dụ như là 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí,
đó, nhưng mà dạ, các bạn hãy nhớ luôn sẽ được giảm là 50%. Rồi kế tiếp thì khi các bạn gắn ba ga nè, phụ nano, hóa ống xăng và chống trộm thì các bạn sẽ được giảm giá là 30% đó các bạn. Các bạn thông cảm ha, do là Nhận đang bị cảm cho nên đó là hổng gài ga clip cũng không có điều lắm, cho nên là hôm nay là cũng đỡ rồi, cho nên là Nhận cũng tranh thủ quay cho các bạn ha. Rồi thì bên mình vẫn có chương trình đó là lên hồ sơ online cho các bạn khi các bạn có nhu cầu mua trả góp, thì đối với dòng này các bạn có thể lên hồ sơ tối thiểu là 10%, tương đương tầm khoảng cỡ 4 triệu đồng, và các bạn có khuyến khích đó là các bạn có thể là lên tầm khoảng cỡ 20% đi. Tại vì 20% á là các bạn có thể là hưởng lãi suất rẻ hơn, tại vì 20% là nằm trong cái khung lãi suất ưu đãi của bên cửa hàng bên mình nha các bạn. Đó, khuyến khích là 20% nhưng mà thấp nhất có thể là trả 10% cũng được nha các bạn. Rồi, thì bên mình có sẵn sàng lên hồ sơ online cho các bạn luôn nha. Đối với các bạn nào có lên có nhu cầu lên hồ sơ online có thể là comment ở phía bên phần bình luận, hoặc là gọi điện thoại cho Nhận qua số điện thoại là 0964234878 để Nhận có thể là up hồ sơ online cho các bạn ha. Rồi kế tiếp là Nhận sẽ chia sẻ các bạn một cái chương trình nữa là cái chương trình thu cũ đổi mới đó các bạn. Ví dụ như các bạn đang có sử dụng một xe đời trước và khi các bạn có nhu cầu đổi xe thì các bạn cứ việc đổi xe bên cửa hàng bên mình, và các bạn mua xe mới luôn thì chương trình khuyến mãi của nó là giảm giá 1 triệu đồng trừ thẳng trên giá khi các bạn mua xe mới. Rồi đó là tất cả các chương trình khuyến mãi tại Hit Honda Hồng Đức 10 mình đó. Thì clip của Nhận là đến đây là kết thúc nha các bạn. Thì review cũng ngắn thôi, cho nên là các bạn có thể là muốn Nhận review về dòng xe nào, future ở đó, ở thắt mò, thắt lớn nè, rồi GTX nè, Alpha nè, thì có thể là để lại bình luận phía bên dưới. Để yêu cầu của Nhận thì Nhận sẽ thấy bình luận đó và review yêu cầu các bạn luôn ha. Rồi clip của Nhận đến đây là kết thúc rồi. Thì mến chào các bạn ạ. Thì cảm ơn các bạn đã click vào video của Nhận nha. Rồi xin chào các bạn ạ.